Ngươi xem ta mặc dù tiếp nhận nội viện vị trí có thời gian 5 năm, có thể ta đã có người xinh đẹp như vậy thế tử. Nếu như chúng ta nguyện ý, nói không chừng hai tử đều có thể đi đánh xì dầu. Hôm nay nhìn một chút nữ sinh có ai ta thấy không rõ. Nhưng tại trong nam sinh, ta quả thực là thấy được một chút thân ảnh quen thuộc, có không yên so với ta còn già hơn, lại còn không ai muốn, thật sự là bực nào thê thảm. Lời vừa nói ra, đến đây tham gia ra mắt đại hội nam sinh bên này, lập tức có không ít người nhìn về phía hắn tầm mắt trở lên trên hùng hăng, còn có người đưa ra một chút càng thêm hùng ác thủ thế. Sang Ý phốc xích cửa một tiếng, người đây là kéo kiểu hận sao? Trịnh Long Giang âm thanh thật thật trên khuôn mặt đó, toát ra mấy phần ngượng ngùng ý chí lắc đầu nói, không, ta là tại trong tú ân ái đó, để bọn hắn cảm thụ được một chút hạnh phúc của ta, tốt để cho bọn hắn ở sau đó ra mắt quá trình bên trong càng nỗ lực một chút. Nơi xa tham gia xét lễ trên thuyền lớn, Đường Môn đấu la điện chủ, Mộng Phi nhịn không được mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói, cái này Trịnh Long Giang thật sự là một cái tên dở hơi, thu thiệt hắn sáng sớm một mặt đàng hoàng bộ dáng. Đường Miểu lúc này cười nói, có thể tuyệt đối đừng bị bề ngoài của hắn lừa gạt, cái tên này xấu bụng vô cùng, phương diện này có thể cùng hắn so khả năng cũng chỉ có. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua trung ương Đường Vũ Lân, không có nói thêm cái gì nữa. Trịnh Long Giang cùng với Sam Úy cái này một chuỗi lời dạo đầu, lập tức thì nhường ra mắt đại hội bầu không khí trở lên trên nóng bỏng. Nếu như hôm nay có ngoại viện đệ tử có thể đến đây xem lễ, chỉ sợ cười vàng sớm đã truyền khắp bên bờ, coi như vậy trên thuyền quan chiến các lão sửa cũng có một chút gọi tốt. Trịnh Long Giang nụ cười trên mặt thủ lại rồi nói, tốt rồi, không nói những thứ vô dụng kia, hải thần bờ hồ bên trên hải thần duyên, hải thần trên ra mắt đại hội, tên nhiều ý nghĩa, tất cả mọi người vì ta mắt tới, như vậy tự nhiên là muốn đầy đủ hiện ra chính mình, nhưng đối diện các người ngưỡng mộ trong lòng đối tượng có thể cảm nhận được người tốt mới được. Tương đối mà nói, đối với chúng ta nam đồng bào có một chút không công bằng, dù sao thì dựa theo quy định, không để cho các người màng mạng che mặt đó. Làm sao không công bằng rồi, chúng ta nữ sinh từng cái hoa nhường nguyệt thẹn, tự nhiên là muốn tìm dễ coi một chút, tự nhiên muốn thấy rõ một chút, có bản lĩnh chờ một lúc các người tự nghĩ biện pháp xem đi. Sam Uy ra vẻ bật mãn nói, Trịnh Long Giang nghiêm túc nhìn về phía nàng, dừng lại một chút về sau nói, người thắng, lập tức thì hư thành một mảnh, hư thành tất cả đều là từ tham gia ra mắt đại hội nam học viên nhóm, cái tên này đơn giản liền là liễn cẩu, khụ khụ, suýt cái gì mà suýt, còn muốn tiếp tục hay không đây, đều chút nghiêm túc. Trịnh Long Giang lúc này ngồi nghiêm chỉnh nói, cái thứ nhất khâu dựa theo lệ cũ, gọi là vừa gặp mặt đã mến, chúng ta cùng với nam sinh bày ra chính mình cơ hội, chúng ta hải thần xin ra mắt đại hội quy tắc mặc dù tiến hành qua nhiều lần cải biến, nhưng hiện ra bản thân lại là trọng yếu nhất khâu, thực lực có một lúc so với dỗ ngon dỗ ngọt trọng yếu hơn nhiều, lúc trước ta chính là dựa vào thực lực của chinh phục lão bà của ta, ngươi nói đúng hay không, Sam Úy? Ngươi lặp lại lần nữa, Sam Úy nghiêng qua hắn liếc mắt, Trịnh Long Giang lẽ thẳng khí hùng nói, lặp lại lần nữa thì lặp lại lần nữa, năm đó ta đi qua vô số lần khổ sở khẩu khẩn, ta mỹ lệ làm xung động lòng người lão bà mới miễn cưỡng tiếp nhận ta, ta nói sai sao, suýt. Là mình vũ cũng nhịn không được, suýt ra hỏa này, da mặt này thật sự là quá dày, Sang Úy nhịn không được, liền hắn một quyền, đứng tại đây mà cho ra mắt đi, được rồi, vậy thì chúng ta cái thứ nhất khâu vừa gặp đã cảm biến đã bắt đầu, cần mỗi một vị nam sinh ra khỏi hàng, giới thiệu chính mình, đồng thời hiện ra chính mình, như thế nào giới thiệu, như thế nào hiện ra, chắc hẳn các ngươi đều đã có phương án suy tính, như vậy liền xem các ngươi theo hàng thứ nhất bên trái bắt đầu, hàng thứ nhất bên trái vị trí thứ nhất là một tên thanh niên, hắn hướng về Sam Úy mỉm cười gật đầu, hướng bước chân lá sen nổi đãng, cũng không có gặp hắn như thế nào động tác, cái kia lá sen điền đá bay xa, chuyên đưa lấy hắn tới đến nam tử hai bên trung ương. Hai tay của hắn ôm quyền, hơi hơi khom người, hướng đối diện các nữ sinh đi ra một cái cổ lễ. Thanh niên này nhìn qua là 27-28 tuổi, tướng mạo không thể nói anh tuấn nhưng dáng người thon dài, mang theo vài phần nhỏ nhã khí chất. Các vị học tỷ học muội, mọi người tốt chứ, ta gọi là Triệu Kiến Thành. Đúng rồi, ta chính là vừa mới Trịnh Long Giang cái này không biết xấu hổ trong miệng nói ra cái kia không người thường không ngần ái. Muốn ta sơ vì hắn tiếp nhận ra nội viện còn sớm 3 năm, lại đến bây giờ còn liền bạn gái đều không có. Thật sự là có vô cùng thê thảm, ta nhường cái này cũng không có cái gì so ra yếu điểm, liên lam một lòng.
Tất cả mọi người là người một nhà, tự nhiên biết, bình thường tu luyện đều là bận quá, cho nên ta đúng là cũng không có hoa tâm gây án thời gian. Trưởng thành một cá nhân tu luyện rất là tịch mịch, rất mong muốn tìm kiếm một phần ấm áp. Trước kia ra mắt đại hội cũng từng tham gia mấy lần, kỳ thân cũng nhìn thấy qua được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Có thể ra mặt của ta cùng Trịnh Long Giang so sánh thật sự là trời đất cách biệt, quá ngượng ngùng liền bỏ qua lương duyên, còn khẩn cầu chư vị tỷ tỷ, bọn muội muội thủ lưỡng, ta đặc biệt tin tưởng duyên phận, chờ một chút người nào đó cái thứ nhất tuyển ta tuyển không phản đối. Ở đây mỗi một vị xứng ta đều dư xài, người nào tuyển ta nhất định dùng toàn bộ quãng đời còn lại vừa đi vừa về báo. Vừa nói, thì kiện triện kiếu thành hướng về phía đối diện trùng vị nữ học viên nhóm cuối người hành lễ. Hắn lời nói này hiển nhiên là đã sớm đi qua cân nhắc, ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, người nào tuyển ta nhất định là tuyển nàng. Trên thực tế đây là hết sức thông minh lời giải thích, bởi vì ngày hôm nay tham gia ra mắt đại hội nam học viên, tổng số lương tại trong hơn 40 tiếp cận 50 người, nữ học viên cũng chỉ có miễn cưỡng 30 người, một đánh một khẳng định là không đủ, tại trong tướng mạo phương diện hắn cũng xác thực không tính đặc sắc. Một lần nữa đứng thẳng người, Triệu Kiến Thành dưới chân lá sen chậm rãi hướng về sau lội đãng, giống như là muốn trở về vị trí của mình. Nhưng cùng đúng lúc này, một cỗ khí lưu màu đen đột nhiên từ trên người của hắn tăng lên mà lên. Cái kia nguyên bản thành tràn ngầm chấn thành tha thiết tầm mắt trong nháy mắt đó, liền trở lên trên sắc bén sưng lên. Tại hai thân hồ dưới nước hào quang chiếu xạ đến, có một chút rít gào trầm thấp tiếng vang lên theo. Từng vòng hồn hoán theo dưới chân của hắn kéo lên cao. Dòng xã chín cái màu đen hồn hoán tuần tự chui ra, vần quanh tại xung quanh thân thể của hắn, khiến cho hắn nhìn qua có một chút âm u, mà ở phía trên đỉnh đầu của hắn, khí lưu màu đen ngừng tụ thành một đầu to lớn giao long, xoay quanh lặp đi lặp lại. Giao long dưới bụng bốn chảo, thân hình như rắn đầu to lớn, sinh ra sừng trâu, tại trong hắc vụ lao nhanh xoay quanh, bắn ra lấy mạnh mẽ khí tức. Kiều hoàn phong hào đấu la, toàn bộ vạn năm hồn hoàn, võ hồn càng chỉ là mạnh mẽ hắc ám thuộc tính giao long, loại á long bên trong duy nhất một loại có khả năng tiến hóa làm chân long tồn tại. Nhìn xem vị này, Lam Miên Vũ trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, thật không hổ là học trưởng, theo thiên long tinh lần trước trở về, khiến cho hắn đối với long tộc hiểu rõ so với trước kia càng thêm khắc sâu hơn nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Triệu Kiến Thành trên người hắc ám giao long khí tức, cho dù là tại thiên long tinh, đều có trung vị long tộc cấp độ nồng độ dòng máu, mà lại đúng là có tiến hóa dấu hiệu. Nếu như hắn có thể đột phá thần cấp, rất có thể có khả năng tiến hóa thành chân chính hắc ám chân long, đại khái là cùng với loại hắc mà lòng kỵ sĩ là á nguyên như thế huyết mạch. Dĩ nhiên cường độ khẳng định không thể cùng với siêu thần cấp lòng kỵ sĩ so sánh, nhưng tiềm lực lại cực cường. Nữ học viên bên kia không có động tĩnh gì, mà khi Triệu Kiến Thành trở về đến bốn phương đến thời điểm đó, hết thảy hồn hoàn của hắn ở trên rào long dị trang cũng theo đó hoàn toàn biến mất, liền giống như cái gì cũng không có xảy ra, hết thảy như thường, biểu hiện ra mạnh mẽ lực lượng khống chế. Nhìn Triệu Kiến Thành hiện ra bản thân một màn này, Lam Miên Vũ trong lòng không khỏi có một loại cảm giác kỳ dị, đó là một loại mang theo buông lỏng, quen thuộc, thân thiết cảm thụ. Cái này là đấu là tinh, là nhà mình vườn, bên người là quen thuộc hồn sư, là quen thuộc hải thần hồ, còn có cái kia quen thuộc vĩnh hằng chỉ thủ. Tại đây ở bên trong, hắn căn bản không cần thời khắc cảm giác, còn không cần thân mặc đồ con gái, loại kia thân thiết mà cảm giác tuyệt vời, quả thực là khiến cho hắn lòng sinh chập chờn. Mặc dù biết rõ hôm nay có thể sẽ bị khiêu chiến, nhưng hắn vẫn là cảm giác được vô cùng thoải mái dễ chịu. Về nhà thật tốt, cho mời hai vị thứ hai. Sang ý âm thanh vang lên lần nữa, ngay tại Lam Miên Vũ bên trái âm thanh thanh niên cũng theo đó nổi đãng mà ra, giữa chân lá sen kề sát mặt nước trượt, nếu như cẩn thận đi phần gió liền sẽ phát hiện, cái này trượt lá sen thậm chí không có mang theo nửa điểm gợn sóng, phảng phất nó bản thân liền là trôi nổi tại trên mặt hồ. Vị thanh niên này nhìn qua so với Triệu Kiến Thành yếu lược ra hơn tuổi nhỏ hơn một chút, trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, thân hình của hắn hơi có một chút thấp, ước chừng chỉ có 1m7 dáng vẻ chừng, nhưng sáng người cân xứng, trên mặt nụ cười ấm áp rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hào cảm. Các vị học tỷ học muội tốt chứ, ta gọi là Trương Nguyên Dương. Tới nội viện đã 4 năm, mặc dù ta vóc dáng không cao, nhưng có câu lời nói được tốt, áp xúc đều là tinh hoa, ta muốn tìm một vị thân cao so với ta thấp một điểm nữ đồng học làm bạn nữ, dạng này áp lực của ta cũng sẽ không quá lớn, đúng rồi ta vỗ hồn cái nào cái này. Vừa nói hắn khoát tay, lập tức thì một đạo giống như ảo mộng ánh sáng lấp lánh mà xa, đó là một đạo thất thải quang mang,
Trong chốc lát bầu trời phát sáng lên, một đạo cầu vồng bảy màu vụt ngang bầu trời mà lên, nồng đậm năng lượng ba động trên không trung nở rộ, cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Lam Minh Vũ chỉ cảm thấy trước người đủ loại nguyên tố đều trở lên trên sinh động, nhưng chủ yếu nhất lại là thủy nguyên tố cùng với quang nguyên tố. Cái này lại là một loại sùng ra hai loại chủ yếu nguyên tố kết hợp ra làm chủ kỳ dị võ hồn. Cầu võ hồn, cầu vòng võ hồn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ánh sáng cùng với nước tự nhiên kết hợp. Võ hồn bản thân liền là một loại nguyên tố dung hợp trạng thái, có thể nghĩ làm dạng này võ hồn thì triển ra thời điểm sẽ đến cỡ nào cực cường. Từng vòng hồn hoàn tùy theo đó theo dưới chân của hắn bay lên, tam cái màu đen hồn hoàn trên dưới rung động, tàn mát xa lại là bát hoàn đỉnh phong cấp độ tu vi.